em đi kéo cá, đang định kéo được về làm hỏi cá của người Mường. Đấy nhá, đến cái chòi canh cá. Đây, kéo lưới ra để kéo cá đây. Lưới này to đấy nhỉ, rộng hết cái ao chứ. Đây là ao dưới này, ao dưới này rộng hơn. Trên để cá sạch cho ăn cỏ, đây là cỏ voi. Kiểu cá đấy, nhảy ra à? Có chứ, từ đang quay.
nhá. Đây từ từ nhá. Cẩn thận nhá, để tuột. Còn cái này. Úi dồi, được. Con này. Đấy. Cũng được. Đâu ạ? Đây, bắt được gần này. Ô to nó khôn quá không bắt được. Đây là thế này thôi. Làm món gỏi cá mình phải lấy cái củ nâu này, người Mường ấy đặc trưng nữa là củ nâu. Đây nhà trồng được đây, có hai gốc, một gốc trên ngay sân nhà luôn, rất là tiện mọi người ạ. Đấy nhá, tí nữa mình sẽ sơ chế cái này để giới thiệu với mọi người cái gia vị cho vào món gỏi cá của người Mường ấy. Nhất là có củ nâu này, có củ sả, có tỏi, có riêng, chanh và hạt dổi. Đây là những cái cơ bản nhất. Lá chanh, lá chanh rồi còn cái lá chanh. Tí nữa thì anh Hoàng anh trai sẽ sơ chế cái này. Đây giới thiệu mọi người, đây là giai đoạn là sơ chế con cá. Đầu tiên là cạo bảy. Con cá này mọi người là cá trôi nhé, cá trôi. Mình làm cá nào cũng được. Hôm nay là bắt được con cá trôi, được cá to. Cạo bảy con cá này đi. Tí nữa đến bước tiếp theo mình lại quay mọi người xem. Đấy nhá, mình làm thêm một con này nữa. Con này là cá chấm kìa. Nó làm này làm hai con. Vì mục tiêu là hai đĩa trở lên. Khả năng là ba đĩa. Đấy nhá mọi người, con cá này thì anh Hoàng là chúng ta sẽ lọc luôn này, chưa mổ đâu nhá mọi người nhá. Lọc nguyên cái thịt ra này. Đấy hôm nay mình mới biết đấy. Thực ra chưa được chứng kiến làm này. Tí con kia ông thế lọc cái anh nguyên như thế này, bỏ lại bộ xương với lại lòng vẫn nằm ở trong con cá nhá. Đây là kỹ thuật khó làm. Đấy nhá, bây giờ là nâu nhá, nạo ra củ nâu này, nạo ra tí nạo riêng nữa. Bây giờ củ nâu thì nạo xong rồi nhá, để một góc mình sẽ chuyển sang nạo riềng, cho ít riềng nó mới đủ vị, đúng là bản chất Mường của người Mường ấy. Cá sau khi lọc xong ấy, người Mường mình đã dùng cái lá này, lá sung ấy, nó không phải là cũng họ sung đây, lá sung đấy thì lâu cô đi để cho nó khô, nó sạch cá nha. Bây giờ là đến phần thái, mọi người thái cá là sau khi mình lọc ra như thế kia thì mình sẽ thái ngang đây này, thì nó mới trộn với gia vị. Đấy, xả thái nhỏ với lá chanh này. Thì nếu mình tỏi hạt dổi nữa, đặc biệt là mình có cái này hạt dổi. Bây giờ sau khi thái gia vị xong mình sẽ trộn với nhau. Đấy, trộn gia vị để có các gia vị lúc nãy đấy, thì nó vắt chanh vào nữa. Anh cho củ nâu vào sâu cuối cùng. À, củ nâu cái nâu kia là cho vào cuối cùng à? Cuối cùng. Đấy, cho củ nâu vào nhá. Anh cứ dùng tay cho nó chắc chắn đều. Mình trộn lên. Đẹp. Đi cho thêm nữa bây giờ ít bên kia cũng còn. Đây nhá mọi người. Sau khi làm là được 3 đĩa như thế này, một đĩa mình mang đi gói vào là chuối nướng rồi, ăn kiểu khác. Đây, kiểu này là ăn trực tiếp. Ở đây thì nó chỉ có dùng luôn thôi nhá.
À, thế thì người ta chấm mẻ cũng được, không thì dùng luôn. Thế nhá, giới thiệu với anh em là món gỏi cá mình bây giờ đã vào mâm. Thì lúc đó, hôm nay có như nhiều món này. Đây, gia đình mình làm hai mâm. Đây, anh em nhá. Đây có hai đĩa gỏi cá luôn, một mâm một đĩa. Thì nha, nếu mà để chắc nó ngon hơn thì mình nhúng mẻ, không thì này, anh dùng đi, anh lấy điện thoại đi. Gọi là cá mồm nâu ấy, của người Mường ấy, chính Mường nhá, không phải là người dân tộc khác nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.